Đấy, nói chung là mọi thứ trở nên khác biệt khi mà có thể bắt sóng được đối tượng á. Các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình quay trở lại đây để nói với các bạn 5 cái tín hiệu ẩn ý một chút từ một người thích bạn. Lại mở đầu câu chuyện từ thằng Minh, một người FA bền vững. Cho dù nó có rất là nhiều những cái đặc điểm lợi thế, nhưng mà hôm nay sẽ là câu chuyện cái thằng Minh bạn mình ấy, nó thoát kiếp FA như thế nào. Hồi ngày xưa ấy, đi học quân đội ấy, thì lớp mình với một lớp khác nữa ghép vào học chung với nhau. Mình nhớ chỉ sau khoảng 3 buổi thì thằng Minh nó nói với mình là hình như cái bạn nữ bên lớp kia thích tao. Mình kiểu, what? Bạn có đang ảo tưởng không bạn? Tỉnh táo lại đi bạn ơi. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái bạn nữ kia thích thằng Minh thật. Trời ơi. Xong rồi mọi thứ tiến triển nhanh lắm. 2 hôm sau mình thấy hai đứa nó đi nắm tay nhau luôn rồi. Xong rồi trong giờ học thì hai đứa lại thỉnh thoảng nhắn tin với nhau. Mặc dù trời ơi chúng nó chỉ ngồi cách nhau có 10 mét thôi à. Xong rồi giờ giải lao hai đứa dẫn nhau đi chơi riêng cơ. Và về sau này thì mình mới biết rằng là cái bạn nữ kia ấy, thì vốn đã thích cái thằng Minh từ trước đấy rồi. Nhưng mà vì thằng Minh nó không biết nên là nó chỉ đối xử với bạn nữ đấy như kiểu bạn bè bình thường thôi ấy. Nên là nó mãi vẫn FA mặc dù là có người đang thích nó. Và rồi nhờ cái đợt học quân sự đấy, xong rồi nó thấy bạn nữ kia nhìn nó, thế xong rồi cái đầu đần của cái thằng Minh nào tự nhiên lại nảy số là có khi nào bạn nữ kia thích mình. Đấy, nói chung là mọi thứ trở nên khác biệt khi mà có thể bắt sóng được đối tượng á. Dù cho họ đã thích bạn nhiều hay chưa, nhưng mà chỉ cần cái giây phút mà bạn bắt sóng được nhau, bạn cảm thấy cái phản ứng hóa học giữa hai người ấy, thì bạn có thể đẩy mạnh nó lên từ thích thành thích hẳn. Vì vậy có thể bây giờ biết đâu đang có một người thích bạn, thế nhưng mà cái não của bạn ấy nó lại chưa xử lý được cái thông tin đấy. Có thể rằng là bạn nghĩ rằng họ là một người thân thiện, có thể do rằng là bạn luôn nghĩ là mình không thực sự thu hút với con gái. Xong rồi đặc biệt là bây giờ người ta còn hay khuyến khích cái kiểu là thích thì đừng nói nữa. Vì vậy rất có thể có một cô gái nào đó đang thích bạn ở ngoài kia, nhưng mà bạn thì lại đang nghĩ rằng là cô gái ấy chỉ là đang thân thiện. Vì chúng ta đang bị ép nghĩ rằng là con trai với con gái thì có thể là bạn. Hoặc là tệ hơn thì bạn đang bị nghĩ rằng là một cô gái tuyệt vời đến như thế kia làm sao lại có thể thích bạn được. Có thể vì bạn tự ti rằng là mình không đủ giàu, mình không đủ đẹp trai. Và bạn biết không, khi mà chúng ta bị những cái niềm tin như thế chi phối ấy, thì chúng ta sẽ hành động tương tự như thế. Và chúng ta sẽ tự động bị bỏ qua những cái cơ hội mà nó tìm đến với mình. Và rồi khi mà họ đang chủ động lắm rồi, bạn vẫn có thể lờ đi bởi vì bạn nghĩ rằng là hai người chỉ là bạn thôi. Mình nghĩ rất quan trọng khi mà bạn nhớ được những cái dấu hiệu ngày hôm nay mình nói, và từ từ bạn tự tin hơn để tiếp nhận lấy nó nhé. Dấu hiệu đầu tiên đó là eye contact một cách mãnh liệt. Nếu mà bạn là một người có kinh nghiệm yêu đương ấy, thì bạn sẽ nhận ra khi một người mà liên tục giữ eye contact với bạn, những cái tiếp xúc ánh mắt với bạn ấy, tức là khi đó bạn sẽ có cơ hội với họ. Có thể vì những cái lý do khác mà họ giữ eye contact với bạn, nhưng mà phần lớn khi mà một người giữ những cái tiếp xúc ánh mắt rất là thường xuyên với bạn ấy, thì nó giống như là một tín hiệu của một cánh cửa đã mở ra, để bạn lúc này có thể đẩy cái mối quan hệ của hai người lên một tầm cao khác. Ngược lại, nếu như mà họ chỉ nhìn bạn với một cái ánh mắt nó thờ ơ ấy, họ cũng không thực sự nhìn bạn mỗi khi mà bạn đi qua, tức là họ không quá chú ý đến bạn. Nhưng mà nếu mà họ bước vào phòng và cái đối tượng đầu tiên họ chú ý, họ nhìn chính là bạn. Và rồi bạn có thể cảm nhận được rằng là ánh mắt của họ bling bling lên, và thậm chí là họ còn cười nữa, thì rất có khả năng là có một cái gì đó giữa hai người, và có thể là họ đã thích bạn rồi. Dấu hiệu thứ hai đó chính là họ gửi những cái tin nhắn có cái sự hào hứng. Đương nhiên rằng là khi cô ấy rep tin nhắn của bạn thì có thể hiện rằng là cô ấy có cái sự hứng thú với bạn. Còn nếu như mà cô gái ấy không rep thì có nghĩa là cô ấy không muốn nói chuyện với bạn rồi. Nhưng mà anh em cẩn thận nhé, bởi vì cũng có rất là nhiều người thì có thói quen là trả lời tin nhắn của tất cả mọi người. Và rất có thể nếu như mà bạn không có kinh nghiệm yêu đương thì bạn có thể hiểu lầm rằng là họ đang có ý với bạn. Kiểu bạn có thể mừng và đem đi khoe là ui gái xinh trả lời tin nhắn của tao này. Xong rồi hóa ra chỉ là một vài những cái câu ngắn gọn ấy.
thằng Minh ấy thì nó đã từng như thế, nó không có kinh nghiệm yêu đương mà, nên là nó khi mà nó rep story của một bạn khen người ta xinh, xong người ta cảm ơn lại nó, mà xong thế là nó đã mừng mừng lắm rồi ấy. Và chỉ vì cô gái ấy trả lời bạn thì không có nghĩa rằng là cô gái ấy quan tâm đến bạn. Và nói thật ấy, con gái đôi khi họ trả lời tin nhắn chỉ vì là họ không muốn tỏ ra là thô lỗ. Bạn không muốn bị rơi vào cái trường hợp ảo tưởng, nhưng mà bạn cũng không muốn là rơi vào cái trường hợp là dù cho người ta nhắn tin với bạn rất là có tâm, liên tục, nhưng mà họ lại chỉ muốn thả thính bạn rồi kiểu để đấy ấy. Có một câu chuyện đó là mình có một chị bạn, chị ấy thì dù đã có người yêu rồi nhưng mà lúc nào thì cũng có 2-3 đối tượng khác để mà nhắn tin nói chuyện qua lại, rồi thả thính nhau này kia. Và cái điều mấu chốt mình muốn nói ở đây đó là một cô gái có thể nhắn tin rất là hào hứng với bạn, nhưng mà anh em cần phải hết sức cẩn thận nhá. Vì có thể là họ thích bạn, hoặc là có thể họ chỉ muốn chơi đùa với bạn thôi. Vì vậy trong cái dấu hiệu này thì mọi người cũng phải cẩn thận và xác định nó chính xác một chút nhá. Rồi dấu hiệu thứ ba đó chính là họ xâm phạm những cái không gian an toàn của bạn và có những cái động chạm cơ thể nó không cần thiết. Nói một cách đơn giản là khi mà con người ta giao tiếp ấy thì sẽ luôn luôn có những cái vùng không gian an toàn. Khi mà càng thân thiết thì cái khoảng cách giữa hai người càng gần. Nếu như mà họ luôn luôn tìm cái cớ để chạm vào bạn, bạn nói đùa thì họ cười ha ha ha, xong tay họ kiểu vỗ chạm chạm vào vai bạn này. Rất nhiều người ấy thì sẽ có thể hơi bất ngờ bởi những cái hành động đấy, đặc biệt là những người ế bền vững và chưa từng có người yêu. Các bạn khi mà có những cái động chạm ấy, thì các bạn có thể là bị khựng lại, như kiểu đang bị AFK ấy. Mình còn biết là có một vài bạn sẽ kiểu tự nhiên nói mấy câu nó kiểu bị ngu ngốc, bị kỳ quặc cơ. Và cái đụng chạm ấy thì nó là một cái dấu hiệu mà nó rõ ràng nhất luôn. Bởi vì con gái mà nó không dễ dàng thích đụng chạm vào một người khác, đặc biệt còn là người khác giới nữa. Tức là họ phải thích bạn lắm ấy thì họ mới đụng chạm vào bạn. Và bạn nghĩ là họ sẽ phải thích bạn hơn là bạn tưởng rất là nhiều ấy. Nhưng mà buồn là nhiều anh em ngoài kia thì lại không biết điều đấy. Không biết rằng là cô gái đang chủ động nói chuyện với mình, đang kiểu chủ động chạm nhẹ vào vai mình hay chạm nhẹ vào tay mình. Và một cái sự thật đây này, con gái ấy, nó mà đã không thích ai ấy thì nó sẽ chủ động tránh xa người đấy và kiểu không muốn nói chuyện với người đấy luôn ấy. Và bạn có thể nói là ơi nhưng mà Thảo ơi, có người này người kia họ bảo là họ không thích đụng chạm với người khác. Nhưng mà bro, cô gái ấy chỉ không thích đụng chạm vào bạn thôi. Xin lỗi bro. Đúng là có người này người kia, có những người thoáng trong việc tiếp xúc, cầm tay, ôm vai bá cổ. Nhưng mà nói chung nếu như mà cô gái ấy tỏ ra rằng là không thích ở cạnh bạn và không thích khi mà bạn có những cái cử chỉ nó gần gũi ấy, thì cô gái ấy thực sự không thích bạn. Thế nhưng mà cô gái ấy mà đã đụng chạm, cô ấy đã chủ động chạm vào tay hay là chạm vào vai bạn một cách rất tự nhiên ấy, thì có một khả năng rất cao, đến 99% là cô gái ấy đã thích bạn rồi. Dấu hiệu thứ tư mà mình muốn nói đến đó chính là họ chia sẻ cảm xúc với bạn. Nếu mà họ nói với bạn về những dự định, chuyện gia đình hay là những cái chuyện buồn ở trong quá khứ, điều này thì sẽ đúng với cả nam lẫn nữ nhá. Khi mà họ tâm sự với bạn những cái điều ấy, những cái điều mà họ không thể bô mang đi nói với những người khác được, thì có nghĩa là họ rất là tin tưởng bạn, họ cảm thấy quý mến bạn và cảm thấy an toàn với bạn. Tuy nhiên thì cũng có thể cô gái ấy chỉ là một người hướng ngoại, dễ mở lòng và dễ nói chuyện. Những người mà họ thích viết status về chuyện gia đình, chuyện cá nhân thì có thể là những người dễ mở lòng và việc họ chia sẻ với bạn nó không mang một cái ý nghĩa gì hết. Nhưng hãy nhớ rằng là nếu như mà họ có những cái cuộc nói chuyện nó rất là deep với bạn ấy, có thể là họ đã thích bạn nhiều hơn chỉ là một cú crush. Rồi dấu hiệu thứ 5, tín hiệu cuối cùng mà mình muốn nói với bạn đó chính là họ nói chuyện về bạn với bạn bè. Kiểu như bạn bè của họ ấy thì biết về bạn rất là rõ này. Bạn làm ở đâu, bạn đi xe gì, rồi bạn chơi game rank gì. Nếu như là bạn của họ nhá, không phải là bạn chung của hai người, chỉ là bạn của họ thôi, biết về bạn rất là rõ, kể cả biết về những cái chi tiết nó cũng chẳng quan trọng ấy, thì có thể rằng là vì họ đã được nghe về bạn rất 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 nhiều. Đấy, cái dấu hiệu này ấy, nó rất là rõ luôn ấy. Thế nhưng mà nhiều ông con trai vẫn bị bỏ lỡ cái dấu hiệu này. Ok, và có thể bạn giữ niềm tin rằng là một cô gái xinh đẹp sẽ không đời nào thích mình, và bạn tự thuyết phục bản thân mình rằng là có lẽ là mọi dấu hiệu ấy thì nó đều không có ý nghĩa gì. Nhưng mà bạn hãy ghi nhớ những cái điều mà trong video ngày hôm nay mình nói nhá. Bởi vì bạn càng có nhiều kinh nghiệm cho các mối quan hệ ấy, thì bạn càng có nhiều khả năng tìm được một người phù hợp với mình. Mình biết nhiều người có thể sẽ nói là
cần gì yêu đương, con gái bây giờ tệ lắm. Nhưng mà bạn biết sao không? Nó chỉ tệ khi mà bạn chưa tìm được đúng người thôi. Video này của mình thì không chỉ về yêu đương mà nó còn về yêu chính bản thân mình. Hy vọng các bạn khi xem được video này của mình thì sẽ có thể yêu chính bản thân mình nhiều hơn nhá. Ok, video ngày hôm nay đến đây là hết nhá. Có một điều đó là YouTube thì đã mở tính năng donate. Vì vậy các bạn có thể ấn vào nút cảm ơn ở bên dưới góc phải video ấy để có thể donate ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.